bóng đó nè mày. Cái này hơi chín rồi đó. Ừ. Chín rồi các bạn ơi. Nè, nó vẫn đỏ đỏ. Nấu thêm nữa thôi. Nó vẫn là đỏ. Mình phải nấu thêm nữa. Cái này còn nâu. Cái này còn nâu đó các bạn. Cái này cho chín các bạn ơi, này vàng vẫn là vàng. Này cho chín. Này đã chín rồi, hai cái này đã chín rồi. Nhưng mà cái này cho chín. Ok. Cho chín hàng này. Thế mình cứ để đó đã. Hàng này nó là bị chín rồi đó. Vẫn cháy. Nó vẫn còn cháy nha. Ok. Mình đi chơi nóng băng đã. Các bạn ơi, đi cho nâng băng đâu nó tôi chín trước. Mình viết bài đã xong rồi chín nữa mình nâng băng. Đi nâng băng cần mình học bài đó thôi. Không mình đi nâng băng xong rồi ra chín rồi đó. Ừ. Nó nhanh chín. Con sư tử. Con sư tử. Xe đạp. Xe đạp. Rồi, các bạn học bài đi nha. Học bài đợi cái cỏ cái này đã chín. Cái này đã chín rồi. Cái kia chưa chín nha. Cái son. Cái son. O. 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 Ừ. Ừ. Cái này đi. Anh Thuận viết chữ A đi. A. A con cá. Ngồi ghế cao nhá. Không cần đâu, quân cao lắm mà. Ờ, cao đến đây rồi. Cao đến đây này nè. Cao đến đây rồi đó. Rồi, hai bạn học cún nha. Cao đến đây rồi nè. Ngồi bạn cún bạn ngủ. Bạn quay. Mỗi lần ở nhà đi đâu mà nghỉ chân là bạn cún bạn ngủ. Viết là một bài cho các bạn coi nhỉ, các bạn xem. Viết chữ A đi. Con giới thiệu các bạn từ đó viết chữ A. Nè, con sóc luôn à. Nhím nhím mày. Con nhím đó. Có người là nó bắn. Bắn tên à? Tên. Đầu nhỏ mà có bốn chân. Bốn chân nữa. Lưng đầy tên nhọn khi cần bắn ngay. Khi cần bắn ngay đó các bạn. Ai gần nó bắn. Đúng rồi. Không cần ghế đâu mẹ ơi, có đá đây rồi. À ngồi đúng cục đá. Rồi biết đi. Cục đá. Chữ A nha. Đá. Con gì đây? Chuột túi. Con chuột túi á. Con bỉ nước này đó.